Xin chào quý bác tài nha, quý khách hàng. Em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay là công ty em đang có trưng bày rất là nhiều xe tải nhỏ dưới 1 tấn. Thì clip này em sẽ giới thiệu sơ lược về xe cũng như là báo giá đến quý khách hàng và các khuyến mãi khi mà mua xe tại ô tô Phú Cường. Đầu tiên thì con xe tải T30 thùng kính. Đây là phiên bản thùng kính, tải trọng là 930 kg, thùng dài 2m9. Giá hiện tại đang là 235 triệu đồng xe và thùng. Đang có chương trình khuyến mãi 100% trước bạ cho xe Đông Ben SRM. Bên cạnh là dòng Đông Ben SRM T20A. Dòng này thì tải trọng của xe là 930 kg, phiên bản là mưa bạc, thùng dài 2m7. Thì hai dòng xe Đông Ben đều được khuyến mãi trước bạ và bảo hành 5 năm trên 100.000 km thao quý khách hàng. Bên cạnh đây là dòng xe Kenbon tải van. Dòng này thì đã ra bấm số rồi, thì khách hàng mình đang đợi ngày lên nhận xe thôi. Thì em mượn em giới thiệu luôn. Xe tải van Kenbon hiện tại đang có tải trọng là 680 kg, phiên bản 5 chỗ. Giá tiền là 278 triệu đồng xe và thùng. Thì khách hàng mình ghé tại đây thì em sẽ để mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. Đây là dòng xe SRM K9. Dòng này thì có thùng hàng dài lọt lòng là 2m45. Tải trọng của xe là 990 kg, tải cao và giá xe mềm, chỉ tầm khoảng là 175 triệu đồng thôi quý khách hàng, và đang được khuyến mãi trước bạ nữa ha. Bên đây là phiên bản thùng kính gánh dơi của xe. Thì phiên bản này là tải nó sẽ là 920 kg, kích thước cũng là 2m45 luôn. Giá tiền của nó sẽ hơn bên đây chút xíu, là 181 triệu đồng xe thùng, được khuyến mãi trước bạ. Ở trong showroom thì đang có một cái mẫu, đây là cái mẫu xe T30 bán hàng lưu động. Mẫu này thì chúng ta là thường hay thấy ở quận 1, quận 7. Mình bán hàng đồ ăn vặt, nước uống rất là nhiều luôn. Thì mẫu này là đang có sơn màu sẵn nè. Giá tiền con này là 252 triệu đồng xe và thùng. Quý khách hàng mình ghé showroom tham khảo, em sẽ báo giá chi tiết hơn cho quý khách hàng. Đây là cái mẫu xe Wuling. Khi có cái cản màu đen này là mẫu Wuling N111 thôi quý khách hàng. Tải trọng của xe là 735 kg, xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn, thùng 2m5, máy lạnh đầy đủ cho quý khách hàng, máy xăng 1.2 lít. Giá tiền con này đang khuyến mãi nè, 60 triệu, và giá nó chỉ có là 165 triệu xe thùng. Đây là T30 thùng lửng thôi quý khách hàng, thùng lửng dài 2m9. Mẫu này thì nó đang là có đời 2022, đang thanh lý luôn, để giá mềm cho quý khách là 215 triệu. Quý khách hàng ghé showroom em sẽ báo giá chi tiết hơn. K9, mẫu này là mẫu Kenbon, mui bạc, mở cánh dơi. Mẫu này mình ra phiếu đầy đủ luôn ha quý khách hàng. Con này á thì giá xe thùng nó tầm khoảng là 240 triệu, thùng 2m6 ha quý khách hàng. Bên đây là mẫu Terracon Terra 100 nè, máy Mitsubishi 1.3 lít, thùng hàng 2m8, phiên bản thùng mui bạc. Máy này chạy im khỏe, với lại giá tiền của nó cũng hơi cao hơn các dòng khác, nó là 248 triệu đồng xe thùng. Cuối cùng trong cái góc này là con xe tải T20A thùng mui bạc ha quý khách hàng, 930 kg, 2m7. Con này là giá 207 triệu xe thùng, và đang khuyến mãi trước bạ luôn nha quý khách hàng. Về mẫu Kenbon tải van 2 chỗ thì xe có tải trọng là 945 kg, chạy trên thành phố nha quý khách hàng. Mẫu này thì giá xe thùng của nó tương đối rẻ, là 235 triệu đồng xe và thùng. Đây, bên cạnh đây là một cái mẫu xe van cao cấp nhất hiện tại của dòng Đông Ben SRM, là SRM 868, tải trọng của xe cũng là 868 kg, thùng hàng dài lọt lòng là 2m5, 2 chỗ ngồi. Đó, xe cực kỳ khỏe, 1.6 lít động cơ của Ý. Con này hiện tại đang niêm yết giá là 320 triệu đồng, và đang được khuyến mãi 100% trước bạ luôn nha quý khách hàng. Quý khách hàng nên đầu tư xe từ bây giờ, bởi vì giá đang rất là ưu đãi luôn. Và tất cả các xe em nói trên đều được hỗ trợ ngân hàng lên đến là 80% giá trị của xe. Quý khách hàng mình đang khởi nghiệp thì chỉ cần đầu tư tầm khoảng là 50 đến 60 triệu đồng là chúng ta có thể là lấy xe về nhà chạy hàng được rồi. Còn lại thì chúng ta góp, thời gian vay từ 3 đến 6 năm tùy khách hàng mình chọn ha. Và thủ tục cần có là khi khách hàng mình đứng cá nhân thì cần căn cước công dân,
và giấy xác nhận độc thân. Nếu mà khách hàng mình đã có gia đình rồi thì cho em xin giấy đăng ký kết hôn. Nếu mà khách hàng mình đứng doanh nghiệp thì cho em xin giấy đăng ký kinh doanh là được rồi. Thủ tục chúng ta làm ngân hàng thì tầm khoảng là 7 đến 10 ngày là xong. Quý khách hàng mình nếu mà mua tiền mặt thì em có thể hoàn thành thủ tục cho quý khách hàng trong khoảng là 3 ngày. Bấm số ra biển số đầy đủ cho quý khách hàng. Và cuối video em xin chúc quý khách hàng một ngày mới thật là vui vẻ. Hẹn gặp quý khách hàng vào những video clip tiếp theo.